Hà Nội choáng ngợp với con đường bức tường xanh đẹp như trên phim. Những ngày qua, nhiều người dân di chuyển qua khu vực hầm chui Trung Hòa, đoạn Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long, Hà Nội bất ngờ trước những dải cây dây leo xanh mướt hai bên đường. Nhiều người liên tưởng tới hình ảnh những con đường trên phim ở nước ngoài. Theo tìm hiểu, đây là loại cây cúc tần Ấn Độ, vỗ thân leo mọc thành bụi, lá xanh, thân cây lúc còn non màu xanh nhạt, khi trưởng thành sẽ có màu nâu trầm. Trên thân luôn có một lớp lông màu trắng xám. Loài cây cúc tần Ấn Độ không bị rụng lá sinh lý vào mùa đông, vì vậy cây luôn phát triển xanh tốt. Cây này đến mùa hoa nở có màu hồng nhạt. Đối với thời tiết nóng bức vào mùa hè, đi qua hàng cây cúc tần Ấn Độ đang rũ xuống, kèm theo những cây xanh được trồng ở khu vực hầm chui Trung Hòa, nhìn từ trên cao như một lá phổi xanh nhỏ giữa những con đường nhựa. Cây cúc tần Ấn Độ cũng được nhiều người chơi cây lựa chọn để trồng tại nhà, như ban công, sân thượng để tạo tấm che nắng. Bên cạnh đó, ngoài xanh tốt về mặt thẩm mỹ, có tác dụng lọc không khí, loài này còn có ý nghĩa cho sự trường tồn, mạnh mẽ và dẻo dai.